Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến nha. Mình đi ăn bún riêu. Cái quán bún riêu này rất là ngon ở miền Tây. Đây là cái bà bán bún riêu. Đây là cái bà bán bún riêu này nè. Đó. Các bạn biết ngày xưa cái quán này đó bán bún riêu có chút xíu à, mà bán rất là ngon. À, bán riết mà người ta à, người ta là ăn lên làm ra coi hai vợ chồng nè. Bà bán bún riêu ơi. Coi nè, coi hai vợ chồng coi nè. Coi nè. Đây. Với ổng nè. Đấy. Ngon lành chưa? Các bạn thấy người ta bán, người ta chịu khó, người ta làm ăn cái này. Tôi bún riêu. Mà từ một cái quán nhỏ xíu à, mà bây giờ cái quán nó lên lớn như vậy nè anh chị các bạn thấy. Mở rộng lớn ra mà đặt á. Có 25 ngàn tô à. Tùy theo loại. Nếu mà mắc nhất là 40 ngàn tô. Tại vì tùy theo cái thịt mình ăn mà bánh đồ ở quán bún riêu các bạn thấy người ta bán cả ngày luôn, hồi xưa bán có một buổi, rất là ngon, bình dân nữa mà người ta đi ăn, dân lao động họ ăn cũng nhiều. Đấy, mình quay để anh chị các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà người dân Việt Nam, người ta luôn luôn phấn đấu anh chị các bạn. Các bạn thấy cái ông chủ ông đeo cái cọng dây chuyền vàng không? Thấy mà nóng lạnh luôn. ông bật tay ông mà đánh vô mặt cái là lỗ bể đầu đó. Hai chồng gây dựng ngầu thiệt chứ. Bởi vì cái gì cũng vậy, cái sự phấn đấu của mình nó vươn lên, nó tạo cho mình một cái cuộc sống sung túc. Chứ không phải cái gì ô thằng Lợi Minh này nó nói thì giống như thật vậy. Thì tôi chỉ chia sẻ những cái mặt về xã hội, nhưng mà mình phải nhìn về cái khả năng của mình, cái vị trí của mình và cái chuyên môn của mình nữa. Chứ không phải tôi chia sẻ là ô cái nhà đó to đẹp như vậy, giá cả như vậy á, là bây giờ làm sao tôi mua được, làm sao tôi ở được. Này, cái đó thì tùy theo mỗi cái dân, cái tầng lớp lao động trong xã hội, mỗi tầng lớp nó khác nhau, họ có thể đáp ứng trong cái nhu cầu xã hội. Còn khi mình đi đến những cái khu bình dân giản dị như vậy thì người ta sống giản dị, người ta có thể ngồi ăn bún riêu, ngồi ăn những cái quán nhỏ như vậy nhưng rất là ngon. Này, bún riêu các bạn thấy ngon lắm, rất là ngon. Bún riêu cua nha, chất lượng. Mình lúc nào về đây cũng ăn ghé đó, mà bán đây hết. Đây. Thôi Lợi Minh xin chào nha, đói bụng rồi mình ăn bún riêu đây. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.